Đài truyền hình SBTN đã cho ra mắt DVD Những Ngày Xưa Thân Ái. Chương trình sẽ đưa khán giả bước vào dĩ vãng. Quý vị có thể order trên online sbtn.tv hoặc mua digital copy trên sbtngo.com. Vâng, Kim Dung xin kính chào quý khán thính giả. Kính mời quý vị cùng chờ lại tiếp theo dõi The Kim Dung Show. Và thưa quý vị, trong tuần trước thì The Kim Dung Show chúng tôi cũng đã có dịp nói chuyện với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Việt về những cái vấn đề xảy ra chung quanh cuộc bầu cử Mỹ 2020. Ngày hôm nay chúng tôi trở lại để đề cập về chủ điểm văn học với những nội dung văn chương cũng như là học thuật mà tiến sĩ Nguyễn Thành Việt cũng đã viết nên. Kim Dung xin kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Dung xin rất là hân hạnh trở lại với tiến sĩ giáo sư Nguyễn Thành Việt. Kim Dung xin kính chào anh và cũng chào anh Thắng Đỗ. Lần nữa xin cảm ơn anh đã giúp cho chương trình The Kim Dung Show trong phần thông dịch qua tiếng Việt. Xin kính chào hai vị. Hello, chị Nhung. Thank you for having me. Xin chào chị Kim Nhung và chào quý khán giả của đài. Dạ vâng. Trong cái lần phỏng vấn của tập san Lofinstein Việt Nam, anh có nhận định rằng là người ngoại quốc cũng như là do chính bản thân anh cũng muốn đọc những cái tác phẩm liên quan đến lịch sử cũng như là chiến tranh Việt Nam. Và anh đã kể ra rằng là Dương Thu Hương hay là Bảo Ninh hay là Lê Minh Khuê. Thưa anh, do phần Kim Nhung cũng đã có cái kinh nghiệm làm việc với những vị khách thuộc nhiều thế hệ người Việt từ của năm 2009 cho đến nay thì cũng biết rằng là lịch sử cũng như là chiến tranh Việt Nam hoàn toàn không có phải là như tiểu thuyết vô đề của Dương Thu Hương hoặc là nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, vì đây chỉ là những cái tiểu thuyết hư cấu viết theo cái chỉ đạo của Cộng sản Hà Nội nói về cái cuộc chiến xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa từ thập niên 60 cho đến năm 1975. Trong khi ấy thì bi kịch Việt Nam thật sự đã bắt đầu từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1954 và cái ngày chia đôi đất nước qua các sự kiện chính trị quân sự tại những cái thời điểm của tháng 12 năm 1960, rồi Mậu Thân năm 1968 và cho tới mùa hè đỏ lửa năm 1972 hoàn toàn xảy ra ở nơi miền Nam, chứ không phải là chỉ từ 30 tháng 4 năm 1975. Như vậy thì thưa tiến sĩ Việt, chúng ta phải viết về lịch sử cũng như là chiến tranh Việt Nam như thế nào cho chính xác? Kính mời anh. First, I think, you know, I'm a little confused about why South Vietnamese people or people from the Republic of Vietnam might not like the novels of Dương Thu Hương and Bảo Ninh. But yes, they fought on the other side, but their novels depict the horrors of war, which are the same for all soldiers, and they show the failures of communism. They are not directed by communists, since Dương Thu Hương was exiled to France and her works are not allowed to be published in Vietnam. And Bảo Ninh has never published another book since the Sorrow of War. So going back to the idea from our previous conversation that literature requires empathy, I think that we should all read these books because they show that the common North Vietnamese soldier was young, human, and idealistic, exactly like South Vietnamese soldiers. Tôi cũng hơi bối rối khi nghe câu hỏi này. Và tôi cũng không thật sự hiểu tại sao người miền Nam Việt Nam không thích những tác giả như Dương Thu Hương và Bảo Ninh. Bởi vì khi tôi đọc họ thì tôi thấy họ viết về những sự kinh hoàng của chiến tranh, Nam Bắc giống nhau, và họ viết về sự thất bại của chế độ Cộng sản. Dương Thu Hương, chính cá nhân của bà ta đã bị phải ra ngoài nước ngoài sống, bà ta sống ở Pháp. Còn Bảo Ninh từ khi xuất bản quyển Nỗi Buồn Chiến Tranh hay là Thân Phận Tình Yêu, từ đó đến nay không được xuất bản thêm tác phẩm nào nữa. Như tôi đã nói trước là văn học hay là văn chương đòi hỏi sự đồng cảm và chúng ta nên đọc lẫn nhau để chúng ta từ đó mà có thể thông cảm với nhau. And as the stories of the Republic of Vietnam, I absolutely agree that we don't have enough such stories available in English. And I think this is due to how Americans and the rest of the world are more interested in the stories of the communist Vietnamese or the northern Vietnamese. But this is also partially our own fault as Vietnamese people. It's due to the children of older South Vietnamese people not telling their stories in English. And I know that many Vietnamese people want their children to be doctors and lawyers and engineers, but
if we don't raise our children to be storytellers and artists, then we won't see our stories told. Tôi cũng đồng ý về việc là ở phía miền Nam Việt Nam, những câu chuyện của chúng ta không được kể lại bằng tiếng Anh. Và đó một phần của lý do là bởi vì người Mỹ cũng như những người khác trên thế giới, họ chú tâm hơn về câu chuyện từ phía bên Cộng sản. Nhưng mà đây cũng là một phần là lỗi của chính chúng ta, bởi vì những thế hệ sau, những con em của những thế hệ đã tham gia vào chiến tranh không kể lên những câu chuyện này. Người Việt chúng ta thường hay mong con cái trở thành bác sĩ, luật sư, kỹ sư, và chúng ta không nuôi nấng dạy dỗ con cái để có những sinh hoạt về văn học và để kể lại những câu chuyện như thế này, và như thế chúng ta làm mất những cái câu chuyện đó. You know, lastly, I am a part of a group called the Diasporic Vietnamese Artists Network. You can see us at dvan.org. And we have two book series. One focuses on translating Vietnamese language literature into English, and the other focuses on Vietnamese American stories. And I encourage the audience to donate to DVAN so we can do that work of getting more Vietnamese stories into English. I think that's very important work because a lot of miscommunication happens between Vietnamese generations and Vietnamese people who speak Vietnamese and Vietnamese American younger people who speak English. And the work of this translation is really important. But I really want to stress, we need doctors, lawyers, and engineers, but we as a community also need writers, storytellers, and artists too. Tôi thuộc về một nhóm văn học của người Việt lưu vong. Trang mạng của chúng tôi là dvan.org. Chúng tôi chú tâm vào nhiều công tác khác nhau, trong đó có vấn đề dịch những tác phẩm từ tiếng Việt sang tiếng Anh, và cũng như là những câu chuyện của những người người Mỹ gốc Việt. Và đây cũng là tiếng nói của những người Mỹ gốc Việt trẻ tuổi bằng Anh ngữ. Xin quý vị vào và xem những nội dung của trang của chúng tôi, của hội đoàn của chúng tôi, và chúng tôi cũng cần gây quỹ cho hội đoàn đó. Xin yêu cầu ủng hộ. Và chúng ta là một cộng đồng có nhu cầu cần những bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhưng chúng ta cũng cần văn sĩ và cũng cần những người kể chuyện. Quý khán giả đang theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Thanh Việt cùng với người thông dịch đó là anh Thắng Đỗ. Trong chương trình ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề văn chương, văn học và liên quan đến chiến tranh của Việt Nam. Kim Nhung xin kính mời quý vị vẫn tiếp theo dõi The Kim Nhung Show, và chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình The Kim Nhung Show của Đài.